Hương xin kính chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị, các bạn và các em ạ. Một ngày mới nữa lại bắt đầu, thì đầu tuần Hương xin kính chúc tất cả các quý khán giả thân thương cùng với gia đình một ngày mới, một tuần mới rất là nhiều niềm hạnh phúc, niềm vui, niềm vui, nhiều sức khỏe và đầy cái năng lượng tích cực, mọi công việc mua may bán đắt và những điều thuận lợi, may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi nhà, mọi người. Thì như thường lệ, Hương vẫn tiếp tục làm cái video chia sẻ những thông tin lan tỏa về cậu Út của chúng ta ha, về idol ca sĩ Hồ Văn Cường. Thì để tiếp tục chia sẻ những cái thông tin, mà thông tin này thì ngày hôm qua thì Hương thường làm lại ngày hôm qua Hương đi làm về, thì hôm nay sáng nay trước khi đi làm cũng như thường lệ trước khi đi làm thì Hương cố gắng tranh thủ xem và tổng kết lại những cái tin gì để mà lên lan tỏa. Thì cái tin mới nhất mà mọi người đang hóng chờ và nôn nao cho một cái sự kiện năm mới, ngoài cái show 1 tháng 1 ở Mây Đà Lạt và cái MV Anh Che Mùa Xuân ha, Anh Che Mùa Xuân vào ngày 30 tháng 12 cũng như là đầu năm mới, thì cũng như mà bé Cường đã giới thiệu chúng ta, tất cả các fan, các quý khán giả hãy chờ con có nhiều cái sản phẩm, nhiều cái điều bất ngờ đến cho mọi người. Thì đây cũng là một trong những cái bất ngờ và tự hào nhất hôm qua Hương chia sẻ từ nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường trên trang ha, trên trang Facebook. Hương thấy các bạn chia về thì Hương cũng chia sẻ về. Và đây là hình ảnh, đây hình ảnh rất dễ thương, một mạc ha, nụ cười lúc nào cũng tỏa nắng, xuất hiện trên đây podcast show Nhâm Nhi Guitar. Podcast show Nhâm Nhi Guitar mới lên sóng được một tập thôi nhưng đã ghi hình xong đến đợt thứ hai rồi, sẽ lên hàng tuần đều đặn cả năm luôn để mọi người được nghe nghệ sĩ mà mình yêu mến vừa hát vừa nói nha. Thì cái này là thì dựa trên cái lời giới thiệu này, vừa hát vừa nói ha, và chia sẻ những dòng cảm xúc. Thì trên đây bài này lên thì tất cả các, đây là các bạn nhìn thấy, đây là những ca sĩ nổi tiếng, thì nhạc sĩ này mới mời ha, một cái chương trình Hương được biết là cũng rất là nổi tiếng, thì nhạc sĩ mời những cái ca sĩ được yêu thích nhất, được tất cả những người những fan yêu thích, cho nên có mặt trên những cái chương trình này thì niềm rất là vui và tự hào cho idol của chúng ta, ca sĩ Hồ Văn Cường. Và mình hóng mình chờ nghe cái gì sự kiện này. Thì đi qua cái một cái bài, Hương sẽ đọc những cái dự kiện này bên cái nhóm S Hiểu Và Thương, cũng chia sẻ rất là kỹ những cái thông tin rất là cần thiết và rất là tuyệt vời. Thì Hương sẽ đọc và chia sẻ cái thông tin này cho mọi người để cùng theo dõi cùng với cậu Út của nhà mình ha, theo dõi cậu Út của nhà mình như thế nào. Thì S của Hiểu Và Thương có một bài viết và một bài chia sẻ rất là hay, thì Hương mượn cái lời của tác giả ha, của S Hiểu Và Thương, và cảm ơn, và Hương xin cảm ơn S Hiểu Và Thương rất nhiều ha, để Hương chia sẻ cái bài này lên để cho khán giả nắm biết nhiều hơn. Thì trước tiên đọc thì đây là một cái hình mà S đã cover, đã làm lại rất là đẹp. Đây khuôn mặt bé Cường rất là nụ cười, đây nụ cười rất là tỏ nắng và rất là đẹp trên cái cover với chàng nhạc sĩ ha, trên một cái đàn guitar ha, đúng với cái chủ đề rất là đẹp. Thì Hương sẽ đọc nha. Một cánh cửa, một cơ hội quý giá sắp mở ra với Hồ Văn Cường. S đã mong chờ ngày này từ lâu rồi, khi nó sắp đến S không biết nói gì hơn ngoài trân trọng và biết ơn nhiều lắm. Út Cường sẽ hát một bài cũ và một bài mới của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, sẽ được phát vào lúc 20:24 ngày 19 tháng 1, thành một tập podcast trong chuỗi chương trình Nhâm Nhi Guitar trên kênh YouTube của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Nhắc đến nhạc sĩ trẻ tuổi tài hoa Nguyễn Minh Cường, người ta thường nhớ đến ngay những sáng tác Hoa Nở Không Màu của anh. Bài hát cũng đoạt giải ca khúc của năm tại Làn Sóng Xanh 2020, giải bài hát của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021, đồng thời giúp nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường giành giải nhạc sĩ của năm tại Giải thưởng Âm nhạc này. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường còn là tác giả của nhiều hitmaker khác, nhiều quá nên S đặt dưới phần bình luận nhé ạ.
là thành viên lâu năm của nhóm bè Cadillac nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, còn sở hữu giọng hát vocal hay. Tuy nhiên trong mỗi tập podcast lần này, anh chỉ xuất hiện với vai trò dẫn nhạc sĩ và guitarist. Đường guitarist, chúng ta cùng chờ đón khiếu dẫn chương trình hài hước duyên dáng của Nguyễn Minh Cường, thưởng thức tài đánh đàn guitar và hai sáng tác của anh sẽ đưa giọng hát của ca sĩ Hồ Văn Cường thành một phiên bản acoustic giàu cảm xúc như thế nào nhé ạ. Theo Ad được biết, ngoài đời Nguyễn Minh Cường còn là một người hài hước dễ thương. Một người hào hước dễ thương, một công dân tích cực và lòng nhân ái, và là một người chồng, người cha mẫu mực. Hình ảnh trên là hình ảnh ghép Ad thực hiện để hưởng ứng không khí háo hức cùng cả nhà mình cùng chờ podcast và hình thức trên kênh YouTube của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường nhé ạ. Thì cái này thì Ad nói là đúng rồi, cái bài hát cái này thì sẽ trên cái kênh, và những cái ảnh của trên cái cover trên cái trên kênh YouTube của Nguyễn Minh Cường. Thì đó là lời chia sẻ của Ad nhóm Hiểu và Thương. Thì rất nhiều bài nổi tiếng thì Hương cũng đã vào, Hương đã tìm hiểu vào cái trang mà YouTube Nguyễn Minh Cường. Thì hồi nãy Hương thấy là cái chương trình là có là 304.000 người đăng ký và 249 cái video và những bài hát, có rất nhiều bài hát cũng như Ad và Hiểu và Thương chia sẻ. Thì bài hát rất là nổi tiếng và nhiều cái nhạc sĩ, nhiều cái ca sĩ nổi tiếng tên tuổi, nhạc sĩ Hoài Lâm, rồi Nu Phước Thịnh cover những cái bài hát có Hoa Nở Không Màu, rồi Buồn Làm Chi Em Ơi, Nhớ Một Người Sao Buồn đến Thế, Nhớ Một Người Sao Buồn đến Thế. Thì rất rất là nhiều cái bài hát để hay ha, của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Thì sẽ mình giống như Ad nói là bé Cường sẽ hát một bài cũ và một bài mới của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, thì mình sẽ trông chờ coi sẽ hát những cái bài nào. Nói chung là những cái bài hit của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thì tất cả nhiều ngôi sao đã cũng đã là tên tuổi có tiếng, theo Hoài Lâm và Nu Phước Thịnh cũng đã hát. Thì cả nhà mình cùng hóng chờ cái sự kiện đó vào ngày 19 tháng 1 ha, trên kênh YouTube của Nguyễn Minh Cường. Thì có một số khán giả lại nói rằng, tại hỏi rằng là tại thắc mắc là tại sao không bỏ trên YouTube của Hồ Văn Cường. Thì đây là một chương trình cũng giống như chương trình Giao Lộ Thời Gian, hát cùng với cái chương trình của người ta ha, mà mình được mời, bé Cường được mời, đó là một vinh dự và tự hào. Thì mình cũng đồng nghĩa vào mình càng lan tỏa cho bé Cường được nhiều hơn một cái chương trình nó rất là đặc biệt và nó rất là có rất là phổ biến và rất là nổi tiếng ở trong giống như Giao Lộ Thời Gian gì đó. Mình ra ủng hộ để mình ủng hộ tiếng hát của con, fan càng nhiều người ra ủng hộ và để lại những bình luận tích cực, và đây là niềm vui và tự hào có cái nhiều cái game show để mà bé Cường có thể tham gia và trở nên nổi tiếng. Và nói chung là càng độ hot của Cường càng nhiều càng cao và khán giả ủng hộ nhiều, thì Hưng nghĩ rằng tất cả nhiều cái chương trình của nhiều cái đài truyền hình và nhiều cái game show của những ca sĩ, những cái showbiz thì người ta sẽ mời đó ha. Và mình không biết là bé Cường có nhận, có thời gian để mà nhận lời hay không thôi. Thì theo mà mình nghĩ, mà theo sự suy đoán của mình, thì đó một cái hướng rất là tích cực, là một cái niềm tự hào và niềm vui chẳng những cho bé Cường và cho cái fan của chúng ta ủng hộ để lan tỏa cho con nhiều hơn, để tiếng hát của con đã đưa đến được nhiều cái fan khác, nhiều khán giả mới khác ngoài fan của con, ngoài những cái fan lớp Bắc Trung Nam và hải ngoại mình biết rồi. Thì qua những qua cái kênh đó sẽ có nhiều khán giả khác, nhiều khán giả và từ những ca sĩ khác sẽ ủng hộ và có thêm lượng fan đông đảo khắp nơi, và tiếng hát của con sẽ lan tỏa khắp nơi giống như Giao Lộ Thời Gian, Hồ Văn Cường và Bác Ba được khán giả rất rất nhiều người biết qua cái Giao Lộ Thời Gian, một chương trình rất là hay. Thì đây cũng là một chương trình rất là hay, đặc biệt. Thì đó là một niềm vui và niềm tự hào ha. Dạ thưa, cái chương trình này thì Hương lên Hương YouTube Hương tìm hiểu, thì cái kênh của người ta là 304.000 người đăng ký ha, là rất rất là nhiều ha. Kênh của bé Cường 161.000 người đăng ký,
thì coi như có một bằng có phân nửa của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường này, thì cái độ hot và cái độ nổi tiếng thì cả nhà nghĩ như thế nào ha? Cái rất là tuyệt vời, một cái nhạc sĩ rất là nổi tiếng, có tâm và có tài năng, trong tấm và lòng nhân ái và có tầm đã mời ca sĩ Hồ Văn Cường, thì chúng ta nên vui và tự hào và ủng hộ. Hương thấy có nhiều luồng dư luận và khán giả nói là muốn mời ca sĩ Hồ Văn Cường để làm cho nổi tiếng ha. Mình nói chung là không phải như vậy, mình nhìn vào cái kênh là mình đã thấy rồi. Hương để Hương search lên cái kênh YouTube, người ta đã có sẵn cái nền là 304.000 người đăng ký ha, và như vậy là một một cái niềm vui và tự hào trong nhạc sĩ đã mời con Cường, và trong cái nhóm này là nhóm Cadillac, là nhóm nhạc của cô Quyên ha. Thì mối quan hệ giữa cô Quyên và với Cường thì giống như là cô trò rất là, cô Quyên rất là thương và là người mình đã biết là theo đồng hành theo Út Cường từ nhỏ đến bây giờ và luôn luôn đồng hành theo Út Cường, thì rất rất là biết ơn, cảm ơn cô rất là nhiều ha, và lúc nào cũng đứng sau lưng ha, nâng đỡ và giúp đỡ cho con trong mọi cái lĩnh vực. Thì qua đây Hương gửi lời tri ân và biết ơn nhóm, đặc biệt là các thầy cô giáo, cô Quyên, thầy Trí, nói chung là tất cả các nhóm của cô Quyên luôn luôn đứng sau lưng ha, tập nhạc và cổ vũ cho Út Cường ha. Và hôm nay lại có một nhạc sĩ mà Hương mới nghe và Hương mới biết, thật ra Hương mới nghe Hương mới biết, nhưng mà Hương qua cái giới thiệu của Ad Hiểu và Thương và qua Hương tìm hiểu trên kênh YouTube thì Hương thấy là một nhạc sĩ rất là tài hoa và giàu lòng nhân ái và có tâm ha. Và cái kênh YouTube đã mở, hồi nãy Hương đã vào YouTube đó và được là rất rất là nhiều khán giả đã ủng hộ rồi, thì bé Cường được mời trong cái những cái game show và những cái đó là một niềm tự hào và danh dự rất rất là nhiều cho cả nhà của chú, cho Hồ Văn Cường và cho fan của Hồ Văn Cường, khán giả yêu thương Hồ Văn Cường, cho nên mình nên ủng hộ, mình nên vào ủng hộ bởi bình luận. Hương nghĩ, Hương biết là nhiệm vụ của mình là lúc nào cũng vẫn cài view trên kênh của con Cường, Hồ Văn Cường Official, thì Hồ Văn Cường Official ha, và bài hát Anh Chị Em Mùa Xuân rồi Người Ơi Đừng Bỏ Quê, thì hôm nay thì để mình vào cái kênh YouTube. Sao Hương nhảy ra? Cùng hóng chờ ha. Đây đây là kênh YouTube của ca nhạc ha, đây là của nhạc sĩ là Nguyễn Minh Cường, đây Hương nói và đại Hương mở lên cho cả nhà, đây là cái kênh YouTube Nguyễn Minh Cường, cả nhà nhìn thấy ha, cái con số rất là bự, đây người ta là 300 cái lượt đăng ký nè, 304 ha, 304, đây 304.000 người đăng ký, 249 video và rất nhiều cái bài hát ở dưới đây. Bài hát là nhiều bài hát nè, Đã Sai Từ Lúc Đầu, Có Nỗi Buồn Ghé Qua, rồi Buồn Làm Chi Em Ơi, Cả Một Trời Thương Nhớ, Noo Phước Thịnh, Hoài Lâm, rồi Nguyện Một Có Một Ngày Buồn Như Thế, Chạy Trời Sao Khỏi Nắng, Bao Nhiêu Nhớ Thương Cho Vừa, Cho Vừa, thì những ca khúc rất là nổi tiếng Hương đã chia sẻ rồi. Đó thì ca 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 khúc và hay một ca những ca khúc mới thì cũng trên trang đó, thì một bài hát mới và bài hát cũ, thì cả nhà cùng háo hức và chờ đợi ủng hộ kênh ha. Một tin vui thì mình lại trở vào Hương và tiếp tục nói về tiếp tục nhiệm vụ mình, vẫn luôn luôn nghe nhạc cài view trên con của con Hồ Văn Cường Official. Thì hôm qua một cái tin mới trên kênh của con là một cái bài hát
thì một bài hát được MV Người ơi đừng bỏ quê đã tăng lên được là 3 triệu view ha. Là một cái hôm nay thì mọi người cố gắng càng nhiều view càng tốt, mình là cán mốc 3 triệu view là một cái tin vui. Thì đây 3 triệu view thì vẫn là cái kênh Hồ Văn Cường Official, vẫn là 161 người đang ngàn người đăng ký. Thì MV Người ơi đừng bỏ quê thì buổi sáng này ở Hương vào lúc rằng 7 giờ sáng Hương thì nó đã hiện lên cái số là 3 triệu số 3 với chữ M là Milim, Milim là Milen, Milen là triệu ha, 3 triệu view. Thì bây giờ hiện bây giờ Hương xem từ sáng tới giờ thì 3.02.306.000 view, 3.02.306.000 view đó là ca khúc chúc mừng con Hồ Văn Cường ha. Bài hát đã được tăng lên 3 triệu view và cảm ơn tình yêu thương của khán giả rất nhiều. Bài này thì lượt thích là 24.000 lượt thích và lời bình luận đó thì là 85.801 lời bình luận, 85.801 lời bình luận bài MV Người ơi đừng bỏ quê. Và mình vẫn tiếp tục vào cái chỉ tiêu của mình là Anh Che Mùa Xuân thì được triệu view sớm nhất ha cả nhà, và lọt vào cái top top hiện bây giờ mình đưa vào top 15, trước tiên là top 15 rồi lên top 10, mục tiêu lên tới top 10, 15 rồi 10 nhanh nhất. Thì bây giờ Hương thấy trên cái bài Anh Che Mùa Xuân là bài lượt thích là 8.400 lượt thích và 11.322 lời bình luận. Hiện bây giờ thì được bao nhiêu, được 400.000 triệu view chưa? Đẩy Hương lên Hương xem. Thì hiện bây giờ 393.761 lượt view, lượt xem ha, 393.761. 393.761 lượt xem. Thì hôm qua là 352.93 thì một ngày nó cũng tăng rất là nhiều, cũng mấy chục ngàn view. 393 rồi thì hôm nay sẽ lên là 400 rồi 500 thì 500 nữa là 1 triệu view ha. Thì hy vọng cả nhà vẫn tiếp tục cài view cho con bài hát Anh Che Mùa Xuân ha, và cũng với những cái cùng háo hức chờ đợi những cái sự kiện mà show Tết của con, mua vé đi show. Và đó là cái kênh Hồ Văn Cường Official. Chúc mừng con bài hát MV, và mọi người vẫn tiếp tục nghe nhạc cài view trên kênh của con, ủng hộ cho con nhé. Và bài tiếp tục Người ơi đừng bỏ quê, và đặc biệt nhất là cái bài Anh Che Mùa Xuân, và cùng hóng những sự kiện mới. Anh Che Mùa Xuân thì gắn lên top ha, lên top 10 rồi 1 triệu view sớm nhất, top 15 trước mắt là top 15, 1 triệu view và sớm nhất. Và MV Người ơi đừng bỏ quê thì cứ nghe để cho cái bài hát nó có nhiều view, bởi vì cái là bài hát, cái sản phẩm âm nhạc, cái MV đầu tay của con mà sau 7 năm đeo đuổi sự nghiệp ca hát, thì cả nhà nhớ tiếp tục ha. Thì đó là cái kênh YouTube, và Hương lại vào cái trang fanpage của con. Thì hôm nay coi trang fanpage của con nó có những cái thông tin gì. Hồ Văn Cường fanpage, thì Hồ Văn Cường fanpage thì nó là 6.800 lượt thích ha. Hồ Văn Cường fanpage là có 6.800 lượt thích, và vẫn là cái trang vẫn là 13.000 người theo dõi, vẫn là cái hình ảnh đại diện chiếc áo dài rất là duyên dáng và lúc nào nụ cười cũng tỏa nắng rất là dễ thương giống như cô Hương. Thì đây là Người ơi MV, và cái cover là Người MV, MV Người ơi đừng bỏ quê vẫn là cũ ha. Thì vào coi cái bài mới của con là cái gì. Thì bài mới, cái bài mà con đăng mới đây nhất một ngày là Xuân này cả nhà mình du xuân ba miền với con Cường nha cả nhà. Thì cái bài này là ba miền, cả nhà nhớ mua đăng ký mua vé du xuân cùng con ba miền. Mùng 3 là Cần Thơ, mùng 3 Tết 12 tháng 2, và mùng 5 là 14 tháng 2 ngày lễ tình nhân là ở Đà Nẵng, và mùng 6 Tết là ở Hà Nội. Xuân du xuân cùng con ba miền luôn ha. Thì đây là cái bài đăng của con mới nhất.
Thì cái sự kiện mới, cái sự kiện mà trên hồi nãy Hương nói là Nhâm Nhi guitar đó, thì đó là một sự kiện mới. Và cả nhà nhớ đăng ký kênh này, thì trong những cái thời gian này sắp tới này thì sẽ có rất nhiều cái sản phẩm âm nhạc để mà bé Cường muốn giới thiệu cho tất cả các khán giả hiểu và cùng đón xem tin tức của con. Thì nhớ giới thiệu và đăng ký kênh nha, Hồ Văn Cường Fanpage. Hương nghĩ là bé sẽ up những cái tốt giống như là mọi người đang up đó, mọi người đang chia sẻ từ nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho cái sự kiện rất là quan trọng và rất là tự hào. Đó thì sẽ chia sẻ trong lúc nào mà tiện và đúng thời điểm và đúng lúc thì con sẽ chia lên cho mọi người biết. Con là một người rất là chu đáo ha, chỉnh chu và biết từng hiểu tâm lý và cái tình cảm, đăng và cái đúng lúc đúng thời đúng người đúng thời điểm nha, rất là tinh tế ha, rất là thông minh, rất là tinh tế, rất là tình cảm, rất là biết ha, đăng đúng 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 thời điểm ha, đúng người đúng đối tượng và đúng cái sự dòng sự kiện nó như thế nào thì Hương vẫn chia sẻ đó. Thì nhà nhà đăng ký kênh của con thì và đặc biệt là Hương vẫn nhắc lại, thì đây là cái kênh trang fanpage chính thức Hồ Văn Cường và địa chỉ email vẫn là contact.hovancuong@gmail.com, gmail.com. Đó là để cho tất cả các ca nhạc sĩ không có số điện thoại thì liên lạc qua email, hoặc là các bầu show, các doanh nghiệp thương nhân để liên lạc qua công việc công tác. Thì cái sự kiện mà mọi người fan háo hức chờ đón và xôn xao nhất thì vẫn là cái sự kiện và Xuân Ba Miền Cùng Con, và đặc biệt là trang đặc biệt là mình săn vé trước tiên mình đi tham dự thì mình phải xem mua vé ha. Thì Hương Hương vào đây, vào cái mail ha, để Hương check vé cho cả nhà cùng biết, và Hương đã có check trên đây rồi. Thì ba cái show diễn thì Cần Thơ, ba show diễn thì Cần Thơ đó. Cần Thơ thì Hương nãy Hương thấy rồi, Cần Thơ thì trên cái dàn vé thì cái vé mà loại một nó không còn nữa nha, nó chỉ có vàng xanh và tím thôi. Đây đây, nó chỉ có vàng xanh và tím thôi cả nhà ha, nó chỉ có vàng, nó hết đỏ rồi, nó không còn cái đỏ nữa, vàng xanh và tím. Nó là cái loại 2 và loại 3 và loại 4. Thì cái vàng này Hương điếm đó là còn lại 61 vé, 25 với 36 là 61 vé, và cái xanh đó là 46 vé, và cái tím nó còn là 49 vé. Thì cái show Cần Thơ này nó chỉ còn là cái vàng là 1 triệu 6 ha, rồi xanh cái loại 2 là cái loại xanh là 1 triệu 2 và cái 850 ngàn. Thì tổng số trên cái show Cần Thơ này nó chỉ còn 156 vé. Những cái màu khung tím là cái khung mà đã bán vé hết rồi này, nghe cả nhà, khung tím là vé đã bán đó. Thì nó coi như là nó đã gần hơn phân nửa rồi ha, bán hơn phân nửa rồi, mình không biết số lượng nhưng mà nhìn trên cái sơ đồ này mình thấy, thì trên cái sơ đồ này Hương thấy là 156 vé. Thì so với ngày hôm qua thì có sự chênh lệch ha. Hôm qua thì Hương cũng thấy nè, hôm qua thì Cần Thơ Hương tổng kết là 160 vé ha, nó còn có cái đỏ, nó còn còn đỏ, bữa nay hôm nay hết đỏ thì nó còn, nó bán được mấy vé rồi, bán thêm được mấy vé, còn 156 vé là cái show Cần Thơ. Hôm qua là còn 160 vé đỏ, một vé, mà hôm nay hết rồi. Thì nó có sự khác biệt. Và tiếp tục cái show Đà Nẵng, Đà Nẵng thì còn 4 loại hết nha cả nhà. Đà Nẵng thì và đỏ 7 vé. Đà Nẵng thì còn còn nhiều đó, cả nhà nhớ kêu gọi ủng hộ cái show Đà Nẵng nhiều hơn. Đây Đà Nẵng. Đà Nẵng thì Hương thấy hiện bây giờ nó còn là đỏ 7 vé, vàng 45 vé, xanh là 96 vé.
và tím là 80, nói chung là còn còn rất là nhiều vé ở trên cái show Đà Nẵng này đây ha. Đó, nó có đỏ, nó có vàng, nó có xanh ha, có tím, nó có xanh tím đây cả nhà ha, đỏ vàng xanh tím nó còn ha. Đỏ thì 7 vé, vàng 45, xanh 96, 80. Cái tím cũng còn rất là nhiều luôn. Cái tím là còn 80 vé luôn đó, hai bên là rất là nhiều vé. 80 vé là còn như 230 mấy vé trên cái show Đà Nẵng nha cả nhà. Đó, tím rất là nhiều đó. Hai hàng luôn, cái tím rất là nhiều. Và cái loại tím này thì nó là 950 ngàn ha. 950 ngàn là vé. Và Đà Nẵng cái show đỏ thì 2 triệu, cái vàng thì 1 triệu 8. Cái vàng 1 triệu 8 và cái kia là cái xanh nữa thì là 1 triệu rưỡi. Đó là cái show Đà Nẵng còn rất là 4 loại vé hết. Và đặc biệt cái show Hà Nội hôm qua thì Hương tổng kết Hà Nội thì nó còn là Hà Nội thì nó còn là 57 vé ha, Hà Nội 57 vé. Nhưng mà trên đây chỉ còn Hà Nội chỉ còn có 50 vé thôi. Nè, Hà Nội thì trên đây chỉ còn có 50 vé thôi. 7 vé đỏ và vàng thì 17 vé và vé xanh thì 26 vé. Thì hôm trước thì hôm qua tổng kết là 57 vé ha, 18 vé 7 vé đỏ, 18 vé vàng, thì hôm nay đã bán được một vé vàng còn 17 vé vàng, và vé xanh thì hôm qua là 32 mà hôm nay chỉ còn có 26 hả, thì bán được 6 vé nữa, thì coi như bán đã được 7 vé sau một ngày. Thì hôm nay Hà Nội chỉ còn có 50 vé nữa thôi, 50 vé nữa thôi. Đây cả nhà đó, Hương nói thì đưa lên cho cả nhà thấy ha. Đó, và 7 vé đỏ nha, vàng 17 vé và xanh 26 vé. Thì trên sơ đồ Hà Nội chỉ còn 50 vé, thì Hương không biết ha, tất cả đều là tím hết trơn nè, khúc nó chỉ còn khúc giữa này thôi. Đó là tình hình vé show, thì cả nhà nhớ tranh thủ chiếc vé Thương đi show và ủng hộ cho con là 50 đó. Và nói về tình hình vé rồi, về Hương tiếp tục chia sẻ về cái thông tin của trường đại học Hoa Sen, đọc một chút xíu tin về trường đại học Hoa Sen ha. 7 giờ cách đây, đặc quyền nhân 3 trong ngày hội Tân Khoa 2224 chỉ có tại nhà Sen. Ngày trở về của các đại học của các em đại học Hoa Sen trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi các Tân Khoa vừa nhận thư mời và lễ phục, được nhận những món quà và thiệp Tết ý nghĩa từ nhà Sen, đặc biệt 2.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước đang chờ các Tân Khoa ứng tuyển. Ngày hội Tân Khoa đầu tiên đã diễn ra với thật nhiều cảm xúc. Ngoài được tề tựu cùng bạn bè, thầy cô phát lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, các bạn sinh viên còn nhận được những lời chúc thân tình từ thầy cô, đúng tinh thần trao nhau giá trị, giữ nhiệt yêu thương. Đại học Hoa Sen hy vọng rằng đây là món quà kỷ niệm dành cho các bạn sinh viên trước khi các bạn chính thức rời khỏi mái nhà trường Hoa Sen và tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ của mình. Đừng quên nhà Sen vẫn ở đây và luôn chào đón các bạn trở về nhé. Ngày hội Tân Khoa sẽ tiếp tục diễn ra với các hoạt động nhận thư mời, lễ phục, tuần lễ làm việc với 1.500 cơ hội việc làm trong nước và 500 việc làm quốc tế nhận quà Tết Đại học Hoa Sen. Thời gian từ 8 giờ rưỡi đến 17 giờ 50 các ngày từ 11 tháng 1 năm 2024 đến 12 tháng 1 năm 2024, địa điểm lầu 2 cơ sở Nguyễn Văn Tráng Đại học Hoa Sen. Thì đây là những là hình ảnh là các em làm lễ tốt nghiệp ra trường. Cái ngày này là cái ngày mà vinh dự và tự hào nhất cho các mà phụ huynh và đặc biệt là các em sinh viên, phát lên mình trang phục rất là tự hào sau những cái năm mà học ở nhà trường mình đã hoàn thành xuất sắc và nhận được bằng cấp, và đặc biệt là phát lên mình bộ trang phục. Đó là niềm mơ ước của rất rất là nhiều người ha, của sinh viên. Xin chúc mừng các bạn ha, và chúc các bạn đạt được nhiều ước mơ và chinh phục đỉnh cao nhất, có nhiều việc làm thì rất rất là tuyệt vời. Đó là thông tin về trường Đại học Hoa Sen.
Rồi một cái thông tin nữa là 16 giờ cách đây, lễ khai giảng của sinh viên đại học trực tuyến Tiến Thủy tuyển thủ Bích Thủy, tiếp viên trường Bamboo Airways quyết tâm chinh phục tấm bằng danh giá đại học Hoa Sen. Trong không khí bước sang năm mới, tối 8/1/2024, Viện Đào tạo trực tuyến trường Đại học Hoa Sen tổ chức lễ khai giảng cho tân sinh viên. Nhân dịp này, nhà trường cũng đã gửi những phần quà Tết và những tấm thiệp viết tay đến các bạn sinh viên. Buổi lễ là cơ hội hiếm có để các bạn sinh viên gặp gỡ ban giám hiệu nhà trường, thầy cô và bè bạn sau những buổi học online chưa thể gặp nhau trực tiếp, đồng thời lắng nghe về lộ trình học, quy chế người học, các hoạt động field trip, seminar. Trong số các tân sinh viên nhập học hệ trực tuyến năm nay, anh Chu Phạm Trọng Đạo, tiếp viên trưởng hàng không Bamboo Airways là trường hợp đặc biệt khi là cựu sinh viên đại học Hoa Sen, quyết định quay lại học tập tại trường 10 năm trước. Mình là sinh viên ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, 10 năm sau mình quyết định quay lại đại học Hoa Sen để chinh phục thêm tấm bằng cử nhân ngành quản trị kinh doanh. Bên cạnh đó, tuyển thủ Bích Thủy, thành viên đội tuyển bóng đá quốc gia, đồng thời là sinh viên ngành quản trị kinh doanh cũng chia sẻ về những trải nghiệm mà Thủy đã học tập trong năm qua tại đại học Hoa Sen. Với tinh thần trao nhau giá trị, giữ nhiệt yêu thương, trong không gian ấm cúng của buổi lễ, ban giám hiệu nhà trường cùng các giảng viên đã tự tay viết những tấm thiệp và trao quà Tết đến cho các bạn sinh viên trực tuyến. Chúc các bạn sẽ có những hành trình học tập rực rỡ tại đại học Hoa Sen. Đây là những hình ảnh ha, đặc biệt là phó giáo sư tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thí nè ha, cô đã viết lên những tấm thiệp và chia sẻ. Đây là chúc mừng ha, chúc mừng các em, các bạn đã có cái học nữa, học mãi ha, học có ý chí cầu tiến rất là cao và tiếp tục cuộc đeo đuổi cuộc học tập và hành trình. Đó là một cái điều mà xã hội đang theo cái nhu cầu của xã hội ha, mình phải không ngừng học hỏi để mà nâng lên, để cái sự đào thải của xã hội, không học thì đứng một chỗ là xã hội sẽ đào thải mình đi. Và ngày càng phát triển trong tương lai thì những robot hiện đại sẽ ra đời và sẽ thay thế cho con người, thì lúc đó ta sẽ bị đào thải ha, nếu mà chúng ta không học để mà phát triển cao hơn. Thì nói chung là cái tinh thần của các bạn học tập có thêm một bằng cấp rồi thì học để nâng cao hơn và học nhiều thêm, khẳng định ha, rồi rất rất là tuyệt vời. Thì chỉ có ở trường đại học Hoa Sen, cho nên các bạn đã chọn đại học Hoa Sen là nơi để các bạn tìm đến và cùng học tập, cùng trải nghiệm và cùng bay cao những ước mơ ha. Chúc các em có đạt được cái nhiều thành tích cao ha, các giảng viên đại học và các em sinh viên nhiều sức khỏe, nhiều thành tích cao và nhiều thành công nhất trong năm học 2024. Và đặc biệt là các bạn ra trường thì có nhiều việc làm, chinh phục cái đỉnh cao và ước mơ để cống hiến mình theo dòng chảy, cống hiến mình cho gia đình, cho xã hội. Và đó thì bản tin của trường đại học Hoa Sen thì Hương sẽ kết thúc cái video này tại đây và hẹn gặp cả nhà vào cái thông tin, vào cái video cái tiếp theo. Và Hương xin cảm ơn và rất là tri ân những cái tình cảm mà các quý khán giả dành cho Hương, vẫn luôn luôn đồng hành và ủng hộ Hương ha. Tiếp tục nghe nhạc và cài view của con Cường nghe nhé cả nhà, và cống cùng hóng và chờ đợi những sự kiện âm nhạc mới của con, đặc biệt là có những cái tút gì thì con sẽ viết trên cái kênh, cái trang fanpage của con ha. Và bài hát thì up trên YouTube. Thì xin biết ơn, cảm ơn các quý khán giả đã lắng nghe video của Hương. Và nếu được sự yêu thích thì các bạn hãy để lại cho Hương một ngón tay đẹp và những lời bình luận rất là tích cực. Hương xin cảm ơn và ghi nhận tấm lòng đó rất rất là nhiều ạ.